Video khám phá về những câu chuyện thú vị về gãy TV lại tới rồi đây. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi về các thành viên của gãy mà chỉ có các bạn fan cứng mới biết thôi đấy. Nào, nếu bạn là fan cứng của gãy TV thì hãy like video đi chứ nhỉ. Các bạn fan gãy là lười like lắm đó nha. Tôi mà biết, tôi buồn, tôi không làm video nữa đâu đó. Like xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu thôi. Câu 1, năm mới đến thì tất nhiên là không thể bỏ qua chương trình tất niên của gãy TV rồi. Nhưng bạn có biết ai là người đến buổi tất niên muộn nhất hay không? Chị Nhung hay chị Thảo? Chị Nhung và chị Thảo đều đến muộn, cơ mà người muộn nhất là chị Thảo nha. Chị Yến đã phải đợi mãi mới thấy chị Thảo xuất hiện để quay video cho các bạn coi đấy. Thế nên là các bạn nhớ like video cho chị Yến và chị Kính để tạo động lực cho hai chị làm nhiều video về gãy TV nha. Chết là em đến muộn nhất rồi. Ăn bánh đi, ăn thiệt trà đi, chụp ảnh đi. Em đến muộn nhất tí, hôm nay em có say không? Hôm nay em có say không? Ra Hiền viết phiếu đi. Câu 2, cơ mà bạn có biết vì sao chị Thảo lại đến muộn không nhỉ? Vì chị Thảo đi Hà Nội, vì chị Thảo đi make up hay vì chị Thảo phải đợi chị Nhung đón? Bạn nào trả lời là chị Thảo đợi chị Nhung ấy nhở? Không bé ơi! Sự thật thì chị Thảo đi Hà Nội có công chuyện nên là đi từ Hà Nội về Vĩnh Yên để dự tất niên với gãy mới bị muộn đấy. Dù đi đường xa nhưng mà chị Thảo vẫn rất xinh đúng không các bạn? Xinh quá cơ! Trời ơi! Nhận lỗi, về bây giờ mới về đây đấy. Xinh xinh. Cái gì Câu 3, ai là người đã đưa chị Thảo đến trung tâm dự tiệc? Anh Dương hay anh Hiếu? Chị Thảo tự đến nha, người đến cuối cùng của bữa tiệc mà. Anh Thức cũng đến một mình, chỉ có chị Quỳnh là được anh Dương đưa đến thôi á. Có ai thuyền Quỳnh Dương không? Like video điểm danh anh em đẩy thuyền Quỳnh Dương nào. Câu 4, trong bữa tiệc tất niên, bạn có biết anh Tuấn và bé Khoai Tây ai là người không đến dự tiệc không nhỉ? Đoán là ai đấy, chứ đáp án của chị là không có ai nha. Cả gia đình Khoai Tây đều có mặt dự tiệc nè, chỉ là chị Yến ít quay anh Tuấn nên các bạn không nhìn thấy thôi. À, mà bạn có biết trong buổi tiệc thì ai hay làm Khoai Tây cười nhiều nhất không? Chị Thùy Anh hay chị Thảo Ly? Trả lời là Thùy Anh á? Không phải đâu nha, người làm Khoai Tây cười là Thảo Ly cơ. Chị Thảo làm ú òa khiến em Khoai Tây rất thích thú. Nhìn chị Thảo chơi cùng Khoai Tây mà fan cũng muốn vui lây đúng không nào? Khoai Tây. Thảo ơi, mày treo con em về nó khóc rồi chết. Câu 6, bạn có biết ai là người quan tâm chị Thảo, luôn để ý đến chị Thảo trong bữa tiệc hay không? Anh Thức hay anh Dương? Nhật Dương thì có chị Quỳnh rồi, hai anh chị còn đến cùng nhau và ngồi cùng nhau nữa đấy. Người quan tâm chị Thảo là anh Thức nha. Anh Thức với chị Thảo nói chuyện cùng nhau suốt buổi tiệc luôn á. Có biết anh Thức coi chị Thảo là gì không? Người yêu, tri kỷ hay người tình không bao giờ cưới? U là trời, fan thì cứ đẩy thuyền nhiệt tình, còn anh chị thì chẳng chịu tới. Anh Thức có nói coi chị Thảo là người tình không bao giờ cưới. Ấy da, có ai muốn anh Thức và chị Thảo sớm thành một đôi không ta? Like video điểm danh những anh em đẩy thuyền Thức Thảo nhé. Đẹp đôi ấy. Mình cứ bị đẹp đôi.
còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng, đố bạn giải thưởng lớn nhất là gì? Xe máy SH hay iPhone 14? Gãy TV trời lớn anh em ơi, tất nhiên năm nay Gãy tặng quà iPhone 14 luôn á, quá là đỉnh luôn. Nhưng mà ai là người trúng iPhone 14 nhỉ? Bạn đoán là chị Thảo, anh Dương hay chị Nhung nào? Bạn đoán ai là người trúng thưởng iPhone 14 đấy? Chứ đáp án của chị là không ai cả. Người được iPhone 14 là một khách mời nha. Nói ra thì bạn cũng không biết người ấy là ai luôn á. Anh Hiếu, anh Phát Hiếu đã quyết định chi tặng thay lì xì cho cháu 25 triệu đồng. Chạy chạy, học buồn. Rồi, ok. Cháu hôm nay thân giới với tất cả quý vị chiếc iPhone đó. Thế bạn có biết chị Đỗ Nhung và chị Nguyễn Thêu ai là người được giải 1 triệu đồng không nè? Trong số các thành viên của Gãy TV thì anh Hiếu, bố Đại, chị Thảo Vân đạt giải 500.000 đồng, còn chị Đỗ Nhung thì đạt giải 1 triệu đồng đó nha. Đi ăn tiệc lại còn được cầm tiền về, sướng nhất anh chị. Ơ mà bạn ơi, anh Hồ Việt Hoàng có tham gia tiệc tất niên không nhỉ? Dù đã nghỉ quay tại Gãy TV nhưng anh Hoàng vẫn tham gia tiệc tất niên cùng Gãy nha. Chỉ có anh Hoàng Anh là không về tham gia được thôi nè. Có ai nhớ anh Hoàng Anh không nhỉ? Like video nếu bạn muốn anh Hoàng Anh quay trở lại Gãy TV nhé. Sai lầm khi chúng ta cứ muốn sai lầm. Đường này em nói ta hẹn rồi. Là ngày anh giống như kẻ tôi. Giữ một người chậm. Câu 12, khoai tây xuất hiện thì tất nhiên là ba bà mẹ nuôi phải xoắn xít với đứa con nuôi này đúng không nào? Nhưng đố bạn, trong số ba bà mẹ nuôi thì ai là người bế khoai tây nhiều nhất? Người bế khoai tây nhiều nhất chính là chị Thùy Anh nha. Chị Thùy Anh còn dành chỗ ngồi cạnh chị Nhung để được bế khoai tây luôn á. Bà mẹ nuôi này đúng là u mê khoai tây rồi. Ha ha, bạn có thích khoai tây giống chị Thùy Anh không nào? Câu 13, mà không chỉ có chị Thùy Anh nha. Ngoài chị Thùy Anh thì ai cũng được bế khoai tây bạn nhỉ? Anh Hoàng hay anh Hiếu hay là chị Thảo? Ba mẹ nuôi Thùy Anh thì anh Hồ Việt Hoàng, bạn thân của chị Nhung cũng được bế khoai tây nè. Tiếc là anh Hoàng không đưa bé xoài đi dự tiệc, chứ chị biết là có nhiều bạn fan của Gãy TV cũng thích gia đình xoài của anh Hoàng lắm nè. Bạn nào muốn chị làm video về gia đình anh Hồ Việt Hoàng thì comment xuống phần bình luận nhé. Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không? Đại dương kia chẳng xấu như bạn có biết lý do chị Nhung mang theo khoai tây đến dự tiệc tất niên của Gãy là gì không? Vì không có ai trông, vì khoai tây sắp tham gia đóng phim cùng Gãy, hay vì anh Tuấn bắt đưa khoai tây theo? Có một chi tiết nhỏ trong vlog của chị Yến do chị Nhung tiết lộ là vì ông bà đều bận, không có ai trông khoai tây nên là anh Tuấn với chị Nhung mới phải ấp mem khoai tây đến dự tiệc nè. Cảm giác như kiểu Gãy TV đi dự đầy tháng lần 2 của khoai tây ấy các bạn nhỉ. Này cả nhà đi vắng, không có ai trông. Ngủ rồi bé, nghiêng nó ra. Câu 15, video sau bạn muốn chị làm về cặp đôi nào? Quốc Tuấn Thị Nhung, Nhật Dương Quỳnh Moon hay Công Thức Thảo Ly? Bạn
bạn muốn chị làm về cặp đôi nào thì hãy bình luận ngay xuống phía dưới video nha. Và đừng quên like video, subscribe kênh, chia sẻ video này đến cho bạn bè và bình luận các đáp án xuống phần comment để có cơ hội nhận quà đến từ chị Kính Đố Vui nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực. Ba chơi tăng lực, thế bù áp. Yêu em căng cực, yêu em cực. Không cho em bực, không cho bực. Yêu em liên tục, yêu liên tục. Hãy đưa em về đêm nay, tim em đã ngủ rồi, chân em đã ngủ rồi, đúng cũng đã về rồi. Em vẫn một mình thế thôi, đêm nay sẽ thật dài, em cũng đã mệt nhoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.